Chúng ta tới với loạt sri bài Sông Thu Bồn. Sông Thu Bồn. Rồi phần này chúng ta sẽ đến với địa danh làng Đại Bình. Đây là các ngôi làng trước đây nó biệt lập với thế giới bên ngoài, là mọi người muốn qua lại giao thương thì phải qua cái chuyến đò ngang này, ngay bến đò Trung Phước. Và đây là cổng vào làng Đại Bình. Cô ơi, đây có phải cổng làng Đại Bình không cô? Đây đây con. Dạ, cho cô nghe. Dạ. Dạ, ồ, đẹp quá. Các bạn thấy không? Hai bên là hàng tre. Hàng tre. Ôi, bức tường có đá rêu phong. Mẹ đi chơi về. Làng văn hóa Đại Bình này các bạn ơi. Đây là làng trái cây các bạn. Đây là như một Nam Bộ thu nhỏ. Làng du lịch sinh thái Đại Bình. Oh, chào bà. Dạ. Ôi, cái ngõ thật là đẹp. Cái ngõ này rất là đẹp các bạn ơi. Đó, đây là làng đường vào trong làng Đại Bình này. Có rất là nhiều trái cây các bạn. Làng Đại Bình ở Quảng Nam, Nông Sơn Quảng Nam được ví như là một Nam Bộ thu nhỏ. Dạ đẹp lắm ạ. Dạ. Trái cây nhiều hề. Mùa này có trái cây nhiều không cô? Có, mùa này mùa quýt hương. À, có quýt có hương hả? Dạ. Cảnh rất là yên bình. Ôi. Ôi hàng dừa. Rất là nhiều cây. Đu đủ rồi, cây bơ, cây bồng bon, quýt. Quýt nhà ai chín đỏ cây. Rồi ai đi học hai hai má tròn. Nhà em mới đỏ non thon. Diễu ra rít chim non đầu mùa. Cây cao rồi cây măng cụt. Sứ gà gái. Trong này có nổi tiếng cây lồng bon đấy. Nhiều lắm mà mùa này không có. Khi nào?
một ký từ đường của tộc nào? Tộc Nguyễn Văn. Cảnh làng quê quá đẹp, vẫn còn giữ nguyên cái vẻ rêu phong cổ kính đậm chất nông thôn Việt Nam. Hết dịch rồi thì không có kiểm soát đi lại, thì có cơ hội thì các bạn hãy về bến đò Trung Phước và bắt đò đi qua làng Đại Bình, thăm làng Đại Bình, và có dịp chúng ta sẽ vào những cái vườn trái cây của bà con ở nơi đây. Bà con rất là mến khách, rất là mến khách phương xa. Quýt trái tắc vậy đây. Rồi, video này giới thiệu tổng quan về cái làng Đại Bình. Còn cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ vào sâu trong làng để mà chúng ta tìm cái vựa trái cây của làng Đại Bình, được mệnh danh là một Nam Bộ thu nhỏ tại cái vùng quê ở Quảng Nam. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn một loạt video sau. Dạ. Dạ, con quay đây là con đưa lên trên mạng xã hội đây. Dạ, trên YouTube. Cô đi chợ về à? Cô đi chợ về. Dạ, chào cô nghe. Dạ. Đây, các bạn thấy đây. Đó, có một cái tình cảm nông thôn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Khó có nơi nào mà có được, đặc biệt là những nơi cái thành thị ha, xô bồ. Thì khi nào các bạn làm việc mệt mỏi thì các bạn thứ bảy chủ nhật các bạn ngày nghỉ, các bạn về đây chơi, các bạn về nông sơn hỏi bến đò Trung Phước. Bến đò Trung Phước, các bạn gửi xe ở bến đò Trung Phước, các bạn đi đò qua, một lượt đò đi về khoảng 10.000 không tới. Đó, các bạn vô trong này mua trái cây, trong này như bây giờ cũng có cái dịch vụ mà nấu ăn cho các bạn nữa nè các bạn này. Đó, các bạn vô trong cái vựa trái cây để mà để xem. Rồi, chào các bạn.